Xin chào toàn thể anh em đồng bọn thân thương đang theo dõi cả bóng đá. Chúng ta lại gặp nhau trong tâm thư và ngày hôm nay chủ nhân của bức thư được chúng tôi lựa chọn đó là Kylian Mbappe. Anh viết bức thư này để gửi đến những lũ nhóc sống tại Bondi, một cái vùng ngoại ô thủ đô Paris, một cái nơi mà luôn được báo chí hay là truyền thông theo dệt và đưa lên nước Pháp vào mỗi bản tin thời sự, gắn liền với súng đạn, gắn liền với những băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, đó chỉ là một cái mặt của cái xã hội Bondi mà thôi. Phía sau cái mặt đó còn rất nhiều những ngõ ngách, còn rất nhiều những câu chuyện đẹp và ấm lòng của người dân Bondi. Ai cũng nghĩ về Bondi là một cái nơi đó là tạp nham, một cái khu của những đứa trẻ mất dạy. Tuy nhiên Kylian Mbappe, một cái đứa trẻ lớn lên từ vùng Bondi đó, đã trưởng thành, đã ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn như thế nào. Và đó cũng là cái mà Mbappe học được từ chính những cái gọi là dân anh chị ở đó, cái tính lễ phép và gia giáo. Mbappe cũng giống như bao đứa trẻ khác ở Bondi, thì chúng chỉ dám mơ là mỗi ngày mình thức dậy vào ngày mai, mình có thể sống qua ngày, mình có cơm để ăn và đặc biệt mình có một quả bóng để mà chơi. Chứ đừng nói đến việc sang đến Chelsea ăn tập cùng với đội trẻ, gặp được Didier Drogba, rồi bắt tay với Zinedine Zidane và vô địch thế giới World Cup 2018. Đó tất nhiên là những cái giấc mơ mà vô cùng xa vời. Tuy nhiên Mbappe đã làm được và biết đâu chừng trong tương lai, những đứa trẻ khác ở Bondi sau khi mà đọc được bức thư này cũng sẽ trở thành một Mbappe thứ hai. Gửi đến những cậu nhóc ở Bondi, những đứa trẻ ở Ile de France và các em nhỏ ở những vùng ngoại ô trên toàn nước Pháp. Anh sẽ kể cho các em nghe về một câu chuyện mà dĩ nhiên là một câu chuyện về bóng đá. Vì với anh, bóng đá là thứ quan trọng nhất trên đời, bóng đá là tất cả. Năm lên 3, cha của anh đã tặng cho anh một chiếc xe đồ chơi 4x4, được trang bị đầy đủ từ động cơ cho đến pedal. Thật sự là chúng ta có thể ngồi vào chiếc xe và lái nó đi lanh quanh luôn đấy. Thế là anh liền ngồi lên xe và phóng sang sân bóng gần nhà. Nhưng khi tới sân, trong lúc lũ bạn của anh đang trầm trồ chiêm ngưỡng món đồ chơi mới cống, thì anh lại nhanh chóng nhảy xuống xe để đi tìm trái bóng. Anh chỉ muốn được chơi bóng mà thôi. Tuy tình hình kinh tế của xã Bondi khá ảm đạm, nhưng bọn anh vẫn là những kẻ thích mơ mộng. Giấc mơ mà ai lại đi đánh thuế. Nên ngay từ lúc mới lọt lòng, bản thân anh đã là những kẻ có đầu óc trên mây rồi. Khu phố của anh, Bondi, là một điểm hội tụ giao thoa giữa các nền văn hóa Pháp, Phi Châu, Á Châu và cả Ả Rập. Mặc dù không ít người hay dè biểu những vùng ngoại ô của nước Pháp, nhưng nếu các em không lớn lên và sinh sống ở đây, em sẽ không thể nào có được cái nhìn chân thực về nó. Truyền thông luôn cho rằng khu vực ngoại ô chính là cái nôi của các băng đảng tội phạm, là điểm nóng của các hành vi phạm pháp. Nhưng cái ác thì luôn tồn tại trong mọi góc ngách trên toàn thế giới này cơ mà. Ngay con bé, anh đã từng chứng kiến một dân anh chị có máu mặt đang xách đồ hộ bà ngoại của mình. Nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng ta thấy được những khoảnh khắc ấm lòng như vậy xuất hiện trên những bản tin, mà chỉ toàn là những hình ảnh, những câu chuyện tiêu cực về vùng ngoại ô mà thôi. Ở Bondi, có một quy luật bất thành văn. Nếu bạn đã đi trên đường và bắt gặp 15 người đứng ở góc phố, nhưng bạn chỉ quen một trong số 15 người đó, thì bạn sẽ có hai lựa chọn. Hoặc là vẫy tay chào từ xa, rồi lặng lẽ rời đi. Hoặc là tiến lại gần và bắt tay với từng người một. Nếu bạn chỉ bắt tay với đúng một người quen của mình, nghĩa là 14 người còn lại đang ghim bạn đấy. Đó là một bài học mà anh không bao giờ quên. Tại lễ trao giải FIFA The Best vào năm ngoái, anh tình cờ bắt gặp Jose Mourinho. Anh đã có dịp chào hỏi và trò chuyện với Mourinho. Nhưng lúc này, ông ấy đang tán gẫu cùng với 4-5 người bạn mà anh không hề quen biết. Mình nên vẫy tay chào Mourinho hay mình tiến lại gần, bắt tay chào hỏi cho tử tế? Anh suy nghĩ một hồi lâu. Thế rồi, dòng máu Bondi trong người anh trỗi dậy. Thế là anh bèn bước về phía Mourinho, chào và bắt tay ông ấy. Rồi cứ thế, anh cứ lần lượt chào và bắt tay, chào và bắt tay. Bonjour, 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 bonjour. Họ nhìn nhau đầy ngạc nhiên. Ô, Mbappe đang chào chúng ta.
Và đó chỉ là một trong những bài học xương máu dành cho lũ trẻ tại Bondi. Ở Bondi, anh được dạy cách đối xử công bằng, cư xử phải phép với mọi người, vì bọn anh đều được sinh ra và lớn lên ở Bondi và đều có những ước mơ cao đẹp. Anh cùng với đám bạn chẳng hề hy vọng mình sẽ trở thành những cầu thủ bóng đá đâu. Anh không vạch ra một lộ trình hay kế hoạch nào cụ thể để trở thành một ngôi sao hay gì cả. Chúng anh chỉ đơn thuần là mơ mình sẽ luôn được đá bóng. Thông thường với những đứa trẻ cùng tuổi với chúng anh sẽ dán poster về các siêu anh hùng khắp phòng. Trong khi đó, bốn bức tường phòng của chúng anh lại chật kín những tấm poster của các huyền thoại bóng đá. Anh thì có hàng tá poster của Zidane và Ronaldo. Lớn lên, anh còn có cả những tấm poster của Neymar, và anh ấy cực kỳ khoái chí khi biết được điều này. Một vài người thắc mắc lý do tại sao khu phố của anh lại sản sinh ra nhiều tài năng bóng đá như vậy, rằng liệu bọn anh có được huấn luyện theo một phương pháp đặc biệt như cách người ta làm ở Barcelona hay không. Nhưng đương nhiên là không. Nếu các em có cơ hội ghé thăm Bondi, tất cả những gì em thấy sẽ chỉ là một tòa nhà cũ kỹ và một sân bóng cỏ nhân tạo mà thôi. AS Bondi chỉ như một hạt cát trên bản đồ bóng đá Pháp, mang tính chất câu lạc bộ gia đình nhiều hơn là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp. Còn tình yêu mãnh liệt dành cho trẻ bóng tròn của lũ trẻ bọn anh và những người quản lý ở đây mới là điều tạo nên sự khác biệt. Anh còn nhớ khi trường của mình tổ chức một giải đá bóng dành cho bọn học sinh từ lớp 6 đến lớp 9, và dù phần thưởng chỉ là một chiếc cúp nhựa, lũ con trai vẫn thi đấu với toàn bộ thực lực của mình. Cứ như thế, đó là một cuộc chiến một mất một còn, như thế đó là World Cup vậy. Trớ trêu thay, giải đấu ấy được thành lập với mục đích khuyến khích các học sinh tham gia vào những hoạt động thể thao, nên luật của giải buộc những đội phải có cả nam lẫn nữ. Trái ngược với bọn anh, các bạn nữ chẳng bao giờ tỏ ra hào hứng mấy trong chuyện tham gia thi đấu bóng đá. Anh đành phải hứa với cô bạn của mình rằng nếu cô ấy tham gia vào đội bóng và giúp bọn con trai vô địch, anh sẽ tặng cho cô ấy một quyển sách tô màu mới. Anh đã phải cầu xin cô ấy tham gia. Tụi em có thể nghĩ rằng anh đang bị chuyện, nhưng chiếc cúp ấy thực sự rất quan trọng với bọn nhóc như tụi anh. Đây là cuộc chiến vì lòng tự tôn và danh dự, và tụi anh không được phép thua. Đó là điều mà anh và những thằng bạn luôn nói với nhau. Nhưng sự nhiệt huyết và đam mê của anh cũng vô tình khiến cho các thầy cô giáo trong trường buồn lòng. Con thực sự muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến các thầy cô. Còn nhớ có một ngày nọ, anh đã bị hiệu trưởng nhắc nhở tận 9 lần. Kylian, em không làm bài tập về nhà. Kylian, em để quên dụng cụ học tập. Kylian, em toàn nói chuyện về bóng đá trong giờ toán. Anh vốn là một đứa trẻ hồn nhiên và thích mơ mộng như bao cậu nhóc khác ở Bondi. Anh chỉ thích chơi bóng mà thôi, và anh tự nhận thấy mình cũng là một chân sút cừ khôi đấy chứ. Nhưng bước ngoặt trong sự nghiệp bóng đá của anh chính là ở giải đấu Coupe 93, được diễn ra vào năm anh 11 tuổi. Đội của anh tiến vào vòng bán kết, và trận đấu đã được tổ chức ở sân vận động Gardi. Anh cực kỳ bồn chồn và lo lắng vì chưa bao giờ anh được chơi một sân vận động lớn như thế và có nhiều khán giả đến xem trực tiếp. Suốt trận đấu, anh không dám chạy và thậm chí còn hạn chế chạm bóng hết mức có thể. Khi trận đấu khép lại, mẹ đã phải chạy xuống sân và ôm chầm lấy anh. Không chỉ vì anh đã chơi quá tệ, mà còn là vì anh đã quá run sợ. Bà ấy ôm tồn nói: "Hãy nhớ kỹ điều này nhé con trai. Con phải biết tin vào năng lực của mình, kể cả khi con vấp ngã. Dù cho con có sút hỏng 60 lần thì cũng chẳng sao cả. Nhưng nếu con còn không dám chạm vào trái bóng vì sợ rằng mình sẽ sút hỏng, thì điều ấy nó sẽ ám ảnh con cả đời." Những lời dạy của mẹ có tác động cực kỳ mạnh mẽ đối với anh. Từ giây phút ấy, anh sẽ không bao giờ chùn bước mỗi khi bước ra sân thi đấu nữa. Và đó là sự hình thành của Kylian Mbappe. Nếu anh không nhận được sự ủng hộ, tình yêu thương của cha mẹ và bạn bè, thì đã không có Kylian Mbappe của ngày hôm nay. Năm anh 11 tuổi, anh cũng có cơ hội đi đến London và tập luyện cùng với đội trẻ của Chelsea. Lúc trở về, bạn bè nó hỏi anh: "Ê Kylian, tuần vừa rồi mày đã đi đâu thế?" "Tao mới đi tập ở Chelsea về." "Không đời nào, thằng xảo lìn." "Mày đéo tin thì thôi, tao thậm chí còn gặp Didier Drogba ngày hôm qua." "Thôi bớt chém lại đi cu, làm gì có chuyện thứ dưỡng như Drogba lại gặp một cái thằng trẻ trâu Bondi như tụi mình." Lúc này anh hơi tức rồi á. Anh đành phải cho đám bạn xem tấm ảnh mà mình chụp cùng với Drogba. Rốt cuộc thì tụi nó cũng chịu tin câu chuyện của anh. Nhưng cái vui là tụi nó không hề tỏ ra ghen tị hay gì cả. Trái lại, tụi nó còn cảm thấy hào hứng và mừng thay cho anh. "Đù, ngon mày, ngon quá kia lan. Ê, bữa sau mày đi London cho tụi tao đi ké với." "Làm đéo gì còn cơ hội mà đi, tập một tuần là xong à." Anh cười và đáp lại bọn nó. Trong mắt của đám bạn, anh cứ như thể người mới trở về từ một hành tinh khác vậy. Sau chuyến đi tới Chelsea, anh cũng bày tỏ nguyện vọng được rời khỏi Bondi
và chơi bóng ở một câu lạc bộ lớn với cha mẹ mình. Nhưng cũng như bao vị phụ huynh khác, họ mong anh có một cuộc sống bình thường ở quê nhà như mọi đứa trẻ Bondi mà thôi. Giờ đây anh cảm thấy thật may mắn vì đã lắng nghe lời cha mẹ. Cha anh đã từng huấn luyện cho anh trong suốt 10 năm liền trước khi anh chuyển đến luyện tập ở Clairefontaine, một trong những lò đào tạo bóng đá hàng đầu thế giới. Dẫu vậy, anh vẫn thường quay về nhà vào mỗi cuối tuần để chơi cho AS Bondi. Ở Clairefontaine, việc phát triển kỹ năng cá nhân chính là ưu tiên hàng đầu. Anh vẫn còn nhớ như in lời dạy của huấn luyện viên rằng chúng anh cần phải cải thiện khả năng chơi bóng bằng chân không thuận nhiều hơn nữa. Nhưng ở Bondi thì khác, chiến thắng mới là tất cả. Cuối tuần nọ, trong một trận đấu cho AS Bondi, anh nhận bóng ở cánh. Anh đã có thể dễ dàng coi bóng vào trong bằng chân phải của mình. Nhưng nhớ về lời dặn của huấn luyện viên tại Clairefontaine, anh đã thôi thúc sử dụng chân trái để chuyền bóng và anh đã chuyền hỏng. Đối thủ đoạt được bóng và liền tổ chức phản công. Thấy thế, cha của anh liền đứng dậy và hét lớn: "Này, Kylian, đây không phải là sân khấu để mày trình diễn lối đá của Clairefontaine. Mày có thể nghịch ngợm thỏa thích ở Clairefontaine, còn ở Bondi, chúng ta đá để thắng." Đó là một bài học quý giá dành cho anh. Cha muốn anh nhớ rằng, dù đầu óc anh có đang bay bổng trên 9 tầng mây đi chăng nữa, thì đôi chân của mình luôn phải trụ vững trên mặt đất. Năm lên 14, anh nhận được một món quà sinh nhật vô cùng đặc biệt. Zidane, người đảm nhiệm chức vụ giám đốc thể thao ở Real Madrid, bất ngờ liên lạc và nói rằng ông ấy muốn gặp anh. Khi máy bay đáp xuống Madrid, Zidane đã chờ sẵn để tiếp đón gia đình anh một cách nồng hậu. Thật không thể tin rằng cũng có ngày anh được gặp gỡ Zidane bằng xương bằng thịt. Anh, Kylian Mbappe, một thằng trẻ trâu đến từ vùng Bondi nghèo khó, được gặp gỡ, trò chuyện với thần tượng của mình, Zidane, một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá. Chắc là anh đang mơ. Không, không hề. Đó là một giấc mơ được hiện thực hóa. Anh lại một lần nữa được trải nghiệm thứ cảm giác tương tự ở World Cup 2018. Trước trận đấu với Úc, anh và Ousmane Dembele nhìn nhau rồi bật cười. Một thằng nhóc từ Evgok và thằng trẻ trâu từ Bondi đang cùng nhau chơi bóng ở World Cup. Điên vãi lên. Khi mà bài quốc ca Le Marseillaise vang lên, anh đã suýt bật khóc. Thật tuyệt vời khi hầu hết thành phần tuyển Pháp nâng cao chiếc vô địch World Cup năm đó đều được sinh ra và lớn lên ở những vùng ngoại ô và đầy rẫy những khu tị nạn, nơi mà bạn nghe thấy hàng chục loại ngôn ngữ mỗi khi bước ra phố, nơi mà bạn phải bắt tay 15 người chứ không phải là 14, 10 hay 1 người. Gửi đến những cậu nhóc ở Bondi, những đứa trẻ ở Île-de-France và các em nhỏ ở những vùng ngoại ô trên toàn nước Pháp: chúng ta đều là những người con của nước Pháp. Chúng ta là những kẻ mơ mộng. May mắn thay, chẳng ai đánh thuế ước mơ của chúng ta cả. Ước mơ là một thứ gì đó miễn phí, nhưng nó lại vô giá. Thân gửi, ký tên Kylian Mbappe từ Bondi, ngày 26 tháng 2, 2020.